Thiên hạ này có một nữ nhân như vậy sao? Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng có chấp như chưa tin vào ý Phật? Thủy chiều lên khi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Biển một kiếp độ nàng thoát tam đồ. Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng có chấp như chưa tin vào ý Phật? Thủy chiều lên khi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Biển một kiếp độ nàng thoát tam đồ. Trong một chiều mưa bay, mang những yêu thương hòa du câu ca với mình. Quên hết đi bao ngày, còn đọng lại trong đôi khi anh biết những chân mày. Bình minh soi sáng nắng che mình nhớ nhưng trở về ơi nơi đây. Em có biết anh còn thương nhớ anh không phải một cơn gió lay. Cũng trời mây chẳng còn tình không vẫn lên đây. Tình người xưa đã quên em chiếc sầu trong mưa rồi. Chỉ có em thôi không cần giàu sang cũng thành một mái ấm gia đình. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Dù trái đất lên lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay. Chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Lại phút giây đôi ta hẹn thề, còn nhiều bước đi trên con.
so với Cao Quý Phi năm đó thì sao? Phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy triều lên phi điều bay cao, trần gian không còn ai ố. Nguyện một kiếp độ nàng thoát tam đồ.